G5R. Và đớp rap, anh em tao sống lắm khi để thu bao nhiêu của vi trong chốc lát. Để sống của ta thì không ai biết, chỉ thấy mỗi gương mà hốc hác. Sẽ mở lòng việc, tôi vẫn ra đường không mắc mát. Khi gặp nhiều chuyện đúng là nghiện à, mà nghiện là nghĩ pop thì đúng là khỉ. Mấy bạn xóm nói gì về tao, đúng là bị tao đã nói từ lâu là không quan tâm. Mình đã mặc kệ vì mình lớn tiếng hạ thì thật đáng sợ. Huynh đệ của ba tao thì tên là gangster, sở thích là vô khám chỉ để mà đánh cờ. Họ nói vô đó để mà lắng nợ. Cuộc đời này là con điếm đông, tiền thì sai khiến rồi đường đời đưa đẩy đưa mày những cái heo kiến. Mày sẽ phát triển nó hay quay về với đeo kiếm. Ta sẽ cho cách phát triển chim những vật tài sản như sao bị già già. Muốn là gangster, gangster. Mày muốn là gangster, gangster. Muốn là gangster, gangster. Mày muốn là gangster, damn. Muốn là gangster, damn. Mày muốn là gangster, gangster. Muốn là gangster, gangster. Mày muốn là gangster. Không nói không phải là không động tay chân, không chối không cãi không chấp người quay lưng. Cây đã muốn dừng thì gió lại làm cây rung. National là một ngôi nhà và năm số thang cũng xây chung. Ngày xưa thì có thể rẻ nhưng tụi ta thì không thể tan. Và dòng nhạc tụi ta phát triển nên mấy chuyện cũng vẫn không thể mang. Gặp anh lớn mà cứ nể nang, sống vẫn cho đáng. Làm thật cầm đầu nên chỉ khó ta không thể than. Ta không biết cũng làm khác, tao vẫn luôn là tao. Ta không chờ mà làm rap hip hop. Mày nghĩ là gì và là con đường mà mày đang đi? Là anh em gắn bó với mày luôn luôn đứng sau bài nhạc đang ghi. Tao không biết, tao không sợ vi phạm phép. Tao biết cuộc đời khắc nghiệt, công việc làm nhạc cũng tạm ghét. Số một số hai số ba số má rồi thì cũng về số mo. Tao không cần những lời gắn ghét nhưng mà cuộc đời đẹp hơn cho. Mày muốn làm gangster đúng không?